Thưa quý vị, hôm nay thứ Hai ngày 18 tháng 11 năm 2019, bây giờ mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự 18 giờ 30 phút tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Hiệu quả chính sách tín dụng trong giảm nghèo bền vững. Quốc hội thảo luận tại tổ về luật phòng chống thiên tai và luật xây dựng. Tổng thống Iran chỉ trích hành vi gây bạo loạn trong biểu tình. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An vừa có công văn gửi các sở ngành tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan yêu cầu không tổ chức lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 ở các cấp trên địa bàn tỉnh. Theo công văn, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp các sở ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn tổ chức tuyên truyền về Ngày Nhà giáo Việt Nam, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn ngành, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ giáo viên, cựu giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và giáo viên đang công tác ở vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh chỉ đạo hướng dẫn cơ sở giáo dục tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, vừa đảm bảo yêu cầu giáo dục, vừa thực hành tiết kiệm, không phô trương lãng phí, không được huy động đóng góp của học sinh và cha mẹ học sinh dưới bất cứ hình thức nào, chỉ tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, thi đua, hội thảo, tọa đàm và các hoạt động thiết thực khác, không tổ chức lễ kỷ niệm. Hội cựu giáo chức huyện Cần Giuộc tổ chức họp mặt kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 1982 20 tháng 11 2019, tổng kết hoạt động năm 2019, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Hội cựu giáo chức huyện Cần Giuộc hiện có 616 hội viên là cán bộ giáo viên công tác trong ngành giáo dục đã nghỉ hưu. Năm qua, hội đã hỗ trợ 33 lượt hội viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hữu sự, tổng số tiền hơn 100 triệu đồng. Vận động tặng học bổng, quần áo, đồng phục cho học sinh nghèo trị giá gần 100 triệu đồng. Trong buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống của Ngày Nhà giáo Việt Nam, kỷ niệm của những năm công tác trong ngành giáo dục và động viên nhau tiếp tục tham gia tốt các phong trào tại khu dân cư. Thời gian tới, hội tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển hội viên, xây dựng quỹ hội, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho hội viên, thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, xây dựng xã hội học tập, góp phần cùng chính quyền địa phương trong sự nghiệp giáo dục. Dịp này, hội cựu giáo chức huyện trao tặng 3 phần quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong 3 ngày từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 11, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạnh Hóa phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Truyền thanh và Trường Trung học Phổ thông Thạnh Hóa tổ chức hội thi tiếng hát Bolero ngành Giáo dục và Đào tạo huyện năm 2019. Có 57 thí sinh là cán bộ, giáo viên, nhân viên đang công tác tại các trường học trên địa bàn huyện tham gia dự thi. Hội thi được diễn ra 2 vòng. Ở vòng 1, mỗi thí sinh trình bày một bài hát tự chọn thể loại bolero với nội dung ca ngợi về quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi. Sau khi kết thúc vòng 1, ban tổ chức chọn 21 thí sinh vào vòng 2 và cũng là vòng chung kết. Ở vòng chung kết, mỗi thí sinh tiếp tục trình bày một bài hát thể loại bolero nằm trong danh mục bài hát của ban tổ chức quy định. Trong khi trình bày bài hát dự thi, có thí sinh còn dàn dựng thêm phần phụ họa để phần trình bày bài hát của mình thêm sinh động và hấp dẫn. Hội thi tiếng hát Bolero ngành giáo dục đã thực sự tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2019. Ban tổ chức cũng trao một giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và các giải khuyến khích cho các thí sinh trong đêm chung kết hội thi. Ban tuyên giáo huyện ủy Bến Lức tổ chức tập huấn kỹ năng thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội, đặc biệt là hướng dẫn tham gia cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam cho cán bộ các đoàn thể chính trị huyện và các xã thị trấn. Tại đây, các đại biểu đã được nghe báo cáo viên giới thiệu tổng quan về Internet và mạng xã hội, hướng dẫn công tác xây dựng lực lượng tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên mạng xã hội. Song song đó, các đại biểu được hướng dẫn cách tạo tài khoản VCNet từ smartphone để truy cập tham gia cuộc thi trắc nghiệm, tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và tổ chức. Qua triển khai đã có trên 100 lượt cán bộ truy cập và tham gia cuộc thi trên mạng xã hội VCNet.
Đây là cơ sở để các đại biểu tích cực tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, đơn vị và nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia cuộc thi nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2019. Được biết cuộc thi sẽ kết thúc ngày 30 tháng 12 năm 2019. Đến nay, trong tổng số 1.586 hectare diện tích nuôi tôm của huyện Cần Đức với sản lượng thu hoạch 4.300 tấn một năm, đã có trên 400 hectare nuôi tôm công nghệ, có sự đầu tư trang bị đầy đủ các dụng cụ như máy cho ăn, máy quạt nước, máy thổi oxy đáy. Mỗi vụ nuôi đạt năng suất trung bình từ 4 đến 5 tấn một hectare. Cá biệt một số hộ ở ấp Hòa Quế, xã Tân Chánh nuôi tôm công nghiệp đạt năng suất khá cao từ 8 đến 10 tấn một hectare một vụ, giúp nông dân làm giàu trên ao nuôi của mình. Ngoài ra, huyện còn thực hiện các mô hình điểm nuôi tôm theo công nghệ BioLab tại xã Tân Chánh với diện tích 7.000 m2, đảm bảo điều kiện ao lắng thô, ao lắng tinh, ao ương và ao nuôi, năng suất cao 30 tấn một hectare. Mô hình nuôi tôm hai giai đoạn ứng dụng công nghệ cao tại hợp tác xã nuôi tôm Quà Quế, xã Tân Chánh, được huyện hỗ trợ 40% con giống, thức ăn, thuốc. Kết quả sau 3 tháng nuôi, trên diện tích 1.200 m2, thu được 6 tấn tôm, năng suất 50 tấn một hectare, người nuôi có lãi cao. Thưa quý vị, cô Nguyễn Thị Hồng Thảo, giáo viên trường mầm non quốc tế phường 3 thành phố Tân An, đã luôn nỗ lực hết mình để tìm ra những phương pháp đổi mới, áp dụng nhiều sáng kiến sáng tạo nhằm truyền thụ kiến thức và giúp trẻ phát triển một cách toàn diện. Sau khi tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non, trường cao đẳng sư phạm Long An, cô Thảo xin về công tác tại trường mầm non quốc tế từ năm 2018 cho đến nay. Trước tiên, ngoài chuyên môn ra thì cần phải có sự yêu nghề, yêu trẻ. Nên là tuy công việc rất là vất vả nhưng mà cái sự yêu trẻ đó làm mình cảm thấy có động lực để tiếp tục cái công việc của mình. Còn trong công tác giảng dạy thì tụi em luôn tìm tòi và đổi mới cái phương pháp dạy của mình để cho trẻ hứng thú và thích cái hoạt động học cũng như vừa học vừa chơi giữa cô với trẻ. Với các bé ở độ tuổi khác nhau, cô đều quan sát, tìm hiểu, phát hiện ưu điểm của từng bé để động viên, khích lệ, khen ngợi kịp thời, dùng phương pháp khoa học hiệu quả để lồng ghép nội dung giảng dạy qua các trò chơi, câu chuyện trong giờ học. Ngoài những kiến thức cơ bản cần dạy trẻ, cô thường xuyên lồng ghép những nội dung giáo dục kỹ năng sống như tiết kiệm, trung thực, giản dị, quan tâm mọi người, kính trên, nhường dưới, đoàn kết, tập thói quen ngăn nắp trật tự qua những bài thơ, câu chuyện, bài hát. Cô Thảo không chỉ trong những giờ dạy trên lớp mà còn chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, đảm bảo cho các em có đủ sức khỏe học tập, sinh hoạt. Cô luôn nhiệt tình trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động do nhà trường và công đoàn ngành tổ chức, nhất là các hội thi giáo viên dạy giỏi, làm đầu dùng dạy học, hướng dẫn các bé tham gia các chương trình dân nghệ, hội thi do ngành tổ chức. Thì cô rất là đoàn kết với các bạn đồng nghiệp, chia sẻ. Và trong cái công tác thì cổ năng nổ, nhạy bén. Và nói chung là cái sự dịu dàng làm cho giúp cho phụ huynh, phụ huynh cũng mến cô Thảo và bé cũng thích cô Thảo. Nên thành ra nói chung là ở trường cũng thấy là cái năng lực của cổ về cái phong trào á, thì tất cả những cái phong trào hoạt động về văn nghệ hay là gì đó thì cô Thảo rất là nhiệt tình năng nổ. Với những cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân, cô Nguyễn Thị Hồng Thảo xứng đáng là một giáo viên gương mẫu điển hình trong bậc học mầm non cần được biểu dương nhân trọng. Cũng như nhiều địa phương khác, đối với huyện Tân Thạnh, chính sách tín dụng cho hộ nghèo là một phần quan trọng trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giúp người dân cải thiện đời sống, đảm bảo an sinh xã hội. Được đánh giá là có tay nghề, sản phẩm tạo ra đẹp về mẫu mã, tốt về chất lượng, nhưng anh Phạm Hoàng Phước, xã Bắc Hòa, lại chật vật khi theo đuổi nghề thợ mộc do thiếu vốn. Khó khăn nhiều lắm, thì không có vốn thì cứ phải đi mượn người về làm xong rồi xây tiền trả lại. Trước tình cảnh đó, đầu năm 2019, anh Phước mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn dành cho đối tượng mới thoát nghèo của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Tân Thạnh để thành lập xưởng mộc, bắt đầu làm ăn quy mô hơn. Nhờ có vốn, chủ động được nguồn nguyên liệu, đầu tư thêm máy móc hỗ trợ, nên anh Phước tiết kiệm được chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận. Kết quả, sau gần một năm nỗ lực,
xưởng mộc của anh đã được người dân huyện nhà và các tỉnh lân cận biết tiếng tìm đến đặt hàng ngày càng nhiều. Từ xưởng mộc này, anh Phước không chỉ mang về cho gia đình nguồn thu nhập từ 150 đến 170 triệu đồng một năm, mà còn đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho ba thanh niên địa phương. Cũng được rất là nhiều, cũng có máy móc làm cũng nhanh hơn, rồi gọn gàng, rồi mau để giao đồ người ta hơn. Cũng giống như anh Phước, chị Lê Thị Tâm nhờ vay vốn tín dụng chính sách mới có cơ hội mua bò giống về chăn nuôi, cải thiện kinh tế gia đình, không còn phải vất vả làm thuê như trước đây nữa. Vợ chăn nuôi, chồng làm thợ xây dựng, cố gắng tích góp, mỗi năm gia đình thu nhập gần 100 triệu đồng, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Một cái diện hộ cận nghèo thì không có đất nhiều, mình cũng nhờ cái nguồn vốn mình chăn nuôi thêm, mình vay được á mình chăn nuôi thêm rồi. Mới đầu thì mua được con, rồi cái mình sinh sản ra, cái mình nó đẻ hai con, cái mình gây giống ra, rồi mình nuôi tới nay luôn. Câu chuyện được vay vốn chính sách làm kinh tế và vươn lên làm chủ cuộc sống như anh Phước, chị Tâm khá phổ biến tại các vùng nông thôn của huyện Tân Thạnh. Từ nguồn vốn này, đến nay đã cho hơn 3.000 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay để phát triển chăn nuôi sản xuất với tổng nguồn vốn hơn 100 tỷ đồng. Qua đó đã có nhiều hộ gia đình vượt qua ngưỡng nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn khoảng 4%. Từ đó có thể khẳng định chính sách tín dụng là một điểm sáng, trao cơ hội để người nghèo thay đổi cuộc sống. Xin chuyển sang phần tin trong nước. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8. Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật phòng chống thiên tai và luật đê điều. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xây dựng. Hai luật này, cùng hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, đã tạo hành lang pháp lý trong công tác phòng chống thiên tai, quản lý đê điều, cơ bản phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý, góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đảm bảo an sinh xã hội. Luật phòng chống thiên tai có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 5 năm 2014. Luật đê điều có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2007. Tại các tổ thảo luận, các đại biểu cơ bản thống nhất với việc sửa đổi hai luật. Tuy nhiên, dự thảo luật cần thể hiện rõ nét hơn một số nội dung như đổi mới nhận thức và ý thức trách nhiệm về chủ động phòng chống thiên tai, đặt yêu cầu về phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển. Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai đến năm 2030, đạt trình độ ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực, nâng cao năng lực tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, tập trung đầu tư công trình phòng chống thiên tai, công trình đê điều, huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội, bảo đảm lợi ích hợp lý để thu hút các nhà đầu tư, kể cả các nhà đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này. Cũng tại tổ thảo luận, các đại biểu cho ý kiến về sửa đổi bổ sung luật xây dựng. Luật xây dựng ban hành năm 2014 có hiệu lực năm 2015. Sau hơn 4 năm thực hiện, đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nói chung và trong lĩnh vực xây dựng nói riêng. Theo các đại biểu, dự thảo luật được xây dựng từ yêu cầu thực tiễn đặt ra trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước. Do đó, về cơ bản, dự thảo luật có tính khả thi cao. Tuy nhiên, một số quy định trong dự thảo luật cần tiếp tục rà soát thêm về tính khả thi, tính cụ thể như phân loại, cấp công trình xây dựng công trình cấp bách, quản lý trật tự xây dựng, quy định trách nhiệm của các chủ thể tham gia đầu tư xây dựng công trình, bổ sung chế tài để nâng cao hiệu lực, hiệu quả vì xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực xây dựng. Sáng ngày 18 tháng 11 tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết 30NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị và nghị định 118/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông lâm nghiệp. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị. Sau 5 năm triển khai ở hầu hết các địa phương, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp đã xử lý dứt điểm việc cấm mốc giới, xác định ranh giới, diện tích đất các công ty nông lâm nghiệp quản lý. Nhờ việc thực hiện công khai minh bạch, tình trạng khiếu kiện tranh chấp đất giữa các công ty nông lâm nghiệp và người dân đã cơ bản giảm. Tính đến hết tháng 6 năm 2019, trong tổng số 256 công ty nông lâm nghiệp đã có 160 công ty hoàn thành sắp xếp, chiếm 60%. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số địa phương đơn vị thực hiện việc sắp xếp các công ty nông lâm nghiệp còn chậm, nhất là đối với sắp xếp theo mô hình 2 thành viên trở lên mới đạt 37,5% và 27 công ty chưa thực hiện việc sắp xếp.
Cùng với đó, công tác quản lý đất đai tại một số công ty còn phức tạp, còn hiện tượng tranh chấp, lấn chiếm đất đai tại các công ty sau sắp xếp. Hiệu quả sử dụng đất, tài nguyên rừng còn hạn chế. Diện tích đất, tài sản trên đất các công ty giao về địa phương còn ít. Một số địa phương khi thực hiện sắp xếp chưa xử lý được các tồn tại về tài chính như nguồn vốn cho dự án 327, vốn ODA. Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp đặt mục tiêu hoàn thành sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của các địa phương, tổng công ty theo nghị quyết 30/NQ/TWP trong năm 2020. Đồng thời, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp sau sắp xếp, nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Tăng cường thanh tra kiểm tra, tổ chức thực hiện, nhất là về công tác quản lý đất đai.